Đình Hàng Kênh nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Theo tư liệu ghi lại, đình được khởi dựng vào cuối thế kỷ 17. Đình Hàng Kênh được xây dựng theo bố cục kiến trúc truyền thống, gồm đại đình, tòa ống muống và hậu cung. Ngoài kiến trúc chính, còn có hai tòa giải vũ, văn miếu, hồ Bán Nguyệt. Đình Hàng Kênh ban đầu được xây dựng để thờ thành hoàng làng, sau này được vua Tự Đức cho tu bổ, tôn tạo và được dành làm nơi thờ quốc tổ Trung Hưng Ngô Quyền, người có công đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938, mở ra một kỷ nguyên độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Đình Hàng Kênh không chỉ có giá trị lớn về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, mà còn bảo lưu được kiểu thức ván sàn lồng thuyền hiếm có, đưa Đình Hàng Kênh trở thành một di sản văn hóa đặc sắc trong các ngôi đình Việt Nam. Còn đây là chùa Hang, hay còn gọi là Cốc Tự, ở khu 1, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Được xem là ngôi chùa thiên tạo lớn nhất trong khu di tích lịch sử Đồ Sơn. Đây được coi là nơi đầu tiên đạo Phật du nhập vào Việt Nam. Chùa được đặt trong lòng hang đá ven sườn núi cao 35m, rộng 7m và được chia thành hai bậc thềm trong và ngoài. Về tổng quan, chùa có cấu trúc hình thang xuyên thẳng vào trong núi với độ dài khoảng 25m. Nhận thức được chùa Hang là một di sản văn hóa quan trọng nên ban quản lý chùa cùng cơ quan quản lý văn hóa quận, thành phố quan tâm bảo tồn, tôn tạo thường xuyên.